Chào và mời quý vị cùng cập nhật tin tức an ninh trật tự an toàn xã hội cùng an ninh cận cảnh, bản tin lên sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Phương Thanh sẽ đồng hành cùng quý vị trong 10 phút sắp tới. Thưa quý vị, tại Long An, hôm qua 12 tháng 4, Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú, huyện Châu Thành đã lập hồ sơ xử phạt hai nam thanh niên vì có hành vi rải tờ rơi cho dài trái phép. Trước đó, qua tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 827A thuộc ấp 1, công an xã Hòa Phú bắt quả tang hai nam thanh niên đang thực hiện hành vi rải các tờ rơi thông báo quảng cáo cho vay trả góp. Công an đã thu giữ gần 5.000 tờ rơi với nội dung cho vay trả góp mà hai nam thanh niên mang theo đang để trong giỏ sách. Tại cơ quan công an, hai nam thanh niên được xác định là Chu Quang Giang 26 tuổi và Chu Quang Khánh 27 tuổi, cùng ngụ huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội qua làm việc, hai nam thanh niên đã khai được một đối tượng khác thuê đi rải tờ rơi cho chay để lấy tiền công. Tại Bình Thuận, lực lượng công an huyện Hàm Tân đã kiểm tra một nhà xưởng rộng trên 200m2 được rào và che chắn kín đáo tại khu vực thôn Suối Bang, xã Thắng Hải. Lực lượng công an đã phát hiện tại khu vực nhà xưởng có khoảng 7.000 lít dầu nhất thành phẩm không có nhãn mát, 4.000 lít nguyên liệu là nhớt thải được chứa trong các thùng nhựa. 10 thùng phi chất thải trắng và toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị dung dịch phục vụ cho hoạt động tái chế. Qua công tác điều tra, lực lượng công an khẳng định đây là phân xưởng nấu tái chế nhất thải trái phép. Phân xưởng này do 4 đối tượng vận hành. Quá trình điều tra, công an huyện Hàm Tân cho biết toàn bộ quy trình tái chế nhất thải trái phép này bằng phương pháp thủ công lộ thiên qua đun nấu kết hợp với pha chế quá chất độc hại đã thải ra một lượng lớn mùi hôi và khối độc gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường và làm thẩm thấu vào đất ở khu vực xung quanh. Lực lượng phòng phòng chống ma túy nhà tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế nằm Cắn vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng họ Bá Hữu, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ tại hiện trường 24.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, một xe máy và một số vật chứng có liên quan. Theo lời khai ban đầu, đối tượng được một người đàn ông thuê vận chuyển số ma túy trên từ biên giới đến địa bàn tỉnh Nõn Giả, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn với giá 10 triệu tiền công khi đang trên đường vận chuyển ma túy bằng giao cho đối tượng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Bộ đội biên phòng Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với chữ Mạnh Hùng, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Qua triển khai công tác nghiệp vụ, phòng cảnh sát kinh tế bước đầu làm rõ, ông chữ Mạnh Hùng, đã nhận hối lộ số tiền 1 tỷ đồng để bỏ qua cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400m2 được hoàn thiện thi công. Ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và tạm giam. Các quyết định, lệnh đã được Diện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Ngày 12 tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cơ quan chức năng kịp thời cứu hộ tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai. Thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 50 phút cùng ngày, tại chân cầu Đồng Nai, đoạn giáp tranh giữa phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa và phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tàu Phước Long 72 chở container, trọng tải 4.600 tấn, cập cảng Bình Dương. Lúc này, do nước chảy xiết, tàu đã bị đứt neo, trôi dạt về phía cầu Đồng Nai và bị mắc kẹt dưới gầm cầu. Lực lượng các phòng cảnh sát, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát giao thông nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng cứu hộ điều tiết giao thông, đồng thời lên phương án sẵn sàng xử lý các tình huống cháy nổ tàu và sự cố nếu có liên quan đến cầu đồng này. Đến 8 giờ 15 phút cùng ngày, công tác cứu hộ hoàn tất, tàu được kéo ngược về cảng Bình Dương. Bước đầu xác định, dù việc không gây thiệt hại về người, cơ quan chức năng đang phối hợp đánh giá mức độ thiệt hại của cầu để xử lý theo quy định của pháp luật vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi chi, chi phạm trật tự an toàn giao thông, xây dựng phương án tổ chức, vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm, đưa nội dung đảm bảo an toàn giao thông vào trong công tác tổ chức các hoạt động du lịch trên toàn quốc, chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân. Các bộ ngành địa phương tổ chức trực theo chế độ 24 trên 7, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, giao Quỹ ban an toàn giao thông quốc gia theo dõi đôn đốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện công điện này. Vậy chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vụ tấn công mã quá dữ liệu nghiêm trọng xảy ra đối với các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam liên quan tới các lĩnh vực chứng khoán, năng lượng, diễn thông, y tế. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát đi cảnh báo các vụ tấn công mạng đang có xu hướng tăng cao sự gia tăng về tần suất, mức độ tinh vi của các cuộc tấn công mạng, đặc biệt có sự tham gia của các nhóm tội phạm lớn quốc tế, đã đặt các hệ thống thông tin của các tổ chức doanh nghiệp luôn ở trong tình trạng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Hình thức tấn công của tinh tặc tương đối giống nhau, tấn công nằm chùng một thời gian, sau đó thực hiện mã hóa dữ liệu tống tiền. Theo các chuyên gia, hiện nay mã độc tống tiền được cung cấp như một dịch vụ trao bán trên các chợ đen khi các công cụ tấn công được phổ cập dễ dàng, số lượng người tham gia tấn công kiếm tiền sẽ tăng lên rất nhiều, trong một đến 2 năm tới đây sẽ là mối nguy lớn đối với các tổ chức doanh nghiệp. Để hạn chế rủi ro thì nâng cao nhận thức và củng cố hệ thống an ninh mạng là việc làm cần thiết và cấp bách đối với mọi tổ chức và cá nhân khi tham gia vào môi trường số. Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị mất thị lực tổn thương não do ngộ độc chất cấm sibutramine có trong sản phẩm trị tóc táo. Điều đáng nói đây là sản phẩm đang được bán tràn lan trên mạng xã hội. Do thể trạng quá béo, bệnh nhân này đã tìm mua sản phẩm giảm cân trên mạng, tìm hiểu một loại thực phẩm chức năng có tên là detox táo với các thành phần hoàn toàn tự nhiên. Ngay sau đó, chị lại được chủ Facebook có tên là Minh Hà tư vấn cặn kẽ, cung cấp phiếu kết quả thử nghiệm không phản ứng với các chất cấm do Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định Chất lượng VNTEC có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, cùng với chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, Chị đã hoàn toàn tin tưởng và mua 4 lọ về dùng. Thế nhưng chỉ sau một tuần sử dụng, chị có hiện tượng bị đau dây chằng, mắt đột ngột không nhìn thấy gì theo cơn. Tại trung tâm chống độc, các bác sĩ đã xét nghiệm và khẳng định chị bị ngộ độc, sibutramine là chất đã bị cấm ừ, sử dụng cho em xem những cái giấy có giấy phép mà có của Hà Nội có dấu đỏ đàng hoàng nên là em cũng tin em mua về dùng dùng thì được khoảng hơn một tuần em mua khoảng hơn một tuần thế bị đau lưng viêm dân thì cứ đang đi tự nhiên không dùng không nhìn thấy gì lại phải dừng lại đây là một cái chất mà đã bị cấm không được sử dụng kể cả trong thực phục chức năng hay trong thuốc đã cấm không được sử dụng trên người kể cả Mỹ, Canada hay châu Âu và kể cả Bộ Y tế Việt Nam chúng ta đã cấm rồi. Bởi vì là cái đêm một chất rất có nguy cơ cao gây tổn thương gây uh, các biến cố về về lên tới nguy cơ và đột quỵ não rồi đau thắt ngực nhiều máu cơ tim thậm chí những chất mà bình thường cho vào thuốc nhưng mà lần này đưa vào trong thực phẩm chức năng mà không công bố và có thể rất nguy hiểm với sức khỏe bởi vì là hoàn toàn không kiểm soát kiểm soát về chất lượng và liều lượng. Trung tâm chống độc của bệnh viện Bạch Mai trước đây đã tiếp nhận những trường hợp ngộ độc, những loại thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, thậm chí hôn mê co giật tổn thương não. Hiện sản phẩm mang tên Detox Táo vẫn được bán công khai tràn lan trên mạng xã hội. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị vừa làm việc với ông Phạm Ngọc Lợi là chủ trang trại nuôi heo ở phía thượng nguồn xã Thải ra Môi trường và chính quyền địa phương đang xử lý và khắc phục hậu quả. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, trang trại xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường và làm cá chết ở khe rào trường. Cụ thể, có 3 chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi gồm coliform vượt 40,1 lần, BOD vượt 2,2 lần, COD vượt 3,7 lần, lưu lượng thải 8,6 mét khối trên ngày đêm. Ngoài ra, trang trại này còn vi phạm trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải không báo cáo kịp thời đến cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp gây ra sự cố môi trường sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng trị đã yêu cầu chủ trang trại hoàn tất một số hạng mục bổ sung để nước thải đạt quy chuẩn cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra lấy mẫu nước thải để quan trắc yêu cầu chủ trang trại chấp hành các quy định và cam kết không để xảy ra sự cố về môi trường vị, vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang có diện tích hơn 8.000 hecta. Hiện tại, nhiều khu vực trong vườn có các lớp thực bì dày và khô, cộng với thời tiết nắng nóng rất dễ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, Ban quản lý vườn quốc gia đã tạm dừng hoạt động đón và phục vụ khách du lịch, đồng thời triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Dự báo mùa khô năm nay sẽ diễn biến gây gắt và xảy ra hiện tượng Enino trong tháng 4. Nguy cơ cháy rừng là rất cao. Lãnh đạo vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết, hiện nay cảnh báo cháy rừng trên các khu vực bờ đê là cấp 4, cấp nguy hiểm. Khu vực dưới rừng nguy cơ cháy rừng cấp 3, cấp dễ xảy ra cháy rừng. Dân quốc gia U Minh Thượng đã lập 5 đội thường trực phòng chống cháy rừng với hơn 70 người. Đối với cái lực lượng hiện nay thì vừa thúc trực trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, quan sát lửa rừng. Bên cạnh đó thì cũng dớt các cái tiếng kênh phòng cháy nhằm để cơ động. Khi có cháy xảy ra thì các cái tiếng kênh đó là phục vụ dẫn chuyển các trang thiết bị máy móc để chữa cháy rừng quan sát lửa là chủ yếu thứ hai nữa đi tuần đừng tra trên tất cả các tuyến mà nếu có đối tượng vi phạm vào thì cũng bố trí lực lượng để tuần tra chi quét bằng được nhất là cái cái mùa này là cái săn bắt động vật rồi thứ hai nữa là nhất là cái bắt ong là chống người xâm nhập vào bắt ong Trước nguy cơ cháy rừng tiềm ẩn, từ ngày 15 tháng 3, trường quốc gia U Minh Thượng đã được đóng cửa, tạm dừng đón và phục vụ khách du lịch. Ngoài diện tích vườn quốc gia, trên địa bàn còn có 1.300 hecta rừng sản xuất, đang có nguy cơ sẽ ra cháy rất cao vì các lớp thực bị rất khô và dày. Các đám lao sậy dây leo cũng đã héo khô. Cảnh báo cháy rừng đã được nâng lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nhận định là cái nguyên nhân xảy ra cháy là có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái người dân ở bên ngoài để vào là là săn bắt động vật gần nè, bắt cá nè rồi dùng lửa để bắt ong và cái thứ hai nữa là người dân sẽ sẽ đốt đồng đó. đốt bờ để để sản xuất rồi do cái chính tính chủ quan đó là có thể là cháy lan vào gần hướng tới thì cũng là tiếp tục để duy trì là các cái điểm trực theo cái phương châm là bốn tại chỗ đó. để trực túc trực và từng tra canh gác là xuyên suốt ngăn chặn cái cái người dân bên ngoài để vào rừng và đẩy mạnh cái công tác là tuyên truyền Tiên truyền là hết sức là quan trọng nên là phối hợp với chính quyền địa phương tiên truyền cho những người dân sống gần gian gần sẽ là có cái, cái năng cao về ý thức trong cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Hạt kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có trên 82.600 ha đất rừng, hiện đã bố trí 81 trạm chốt láng trại với lực lượng gần 500 người cùng nhiều trang thiết bị chữa cháy. Các đơn vị đã tăng cường tuần tra kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các lâm phần, thường xuyên nhắc nhở hộ gia đình sống gian rừng sử dụng lửa an toàn, nêu cao ý thức chủ động phòng cháy chữa cháy rừng. Còn bây giờ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An ninh cận cảnh. Hẹn gặp lại quý vị lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.